những cái dung lượng, sử dụng dung lượng từ phần cứng được linh hoạt hơn. Nếu mà so với các cái hệ thống lưu trữ theo truyền thống như là local storage. Ngoài ra thì các cái thao tác vận hành thì cũng được thuận tiện hơn dành cho những cái người quản trị, ví dụ như là các cái thao tác scaling, scale up, scale down, hay là quản lý về QoS hay là HA. Thì SDF sẽ có thể lập trình tự động để cho các cái thao tác quản lý như vậy. Có một vấn đề nữa là khi sử dụng SOS thì SDF thì nó sẽ không quan tâm cái phần cứng bên dưới nó là từ hãng nào, loại gì hay là đời bao nhiêu, mà nó sẽ gộp tất cả vào và quản lý trung tâm. Thế như vậy là có thể tránh được cái việc mà bị vendor login. Vendor login tức là việc người dùng sẽ bị bó buộc ở trong một cái môi trường duy nhất mà một nhà sản xuất đưa ra. Vì một cái ví dụ tiêu biểu cho vendor login là đối với những hệ thống SAN hay là NAS thì người dùng sẽ phải sử dụng các cái software tùy theo bên cung cấp hardware. Thì như vậy thì nó sẽ đưa ra một vấn đề là khi mà hết license thì người dùng sẽ lại phải nạp thêm, hoặc là muốn sử dụng các cái tính năng mới chẳng hạn, tính năng advanced thì cũng sẽ phải mua thêm các cái extra license. Đấy là một cái ví dụ khác. Khi mà không sử dụng SDS, các hệ thống lưu trữ theo kiểu truyền thống ví dụ như là local storage thì chúng sẽ bị isolate với nhau. Điều này sẽ dẫn đến là một cái việc là có một bên thì đã đầy mất dung lượng, còn các bên còn lại thì lại đang thừa khá là nhiều. Thì cái bên đầy đấy cũng có thể là add thêm HDD thiết bị lưu trữ như là SSD hay là HDD. Nhưng mà tuy nhiên thì các hệ thống lưu trữ truyền thống thì cái việc scaling khá là khó khăn, và là các cái thao tác vận hành thì cũng cần nhiều kỹ năng. Thế đối với SDS thì nó sẽ thay vì isolate như vậy thì nó sẽ quản lý theo quản lý tập trung và tạo ra các cái pool để đưa lên trên tầng ứng dụng. Thì như vậy thì các cái dung lượng từ thiết bị lưu trữ bên dưới sẽ được provision sẽ khá hợp lý từ tùy theo mức độ mà các bên sử dụng. Thì tất nhiên là cũng có những ý kiến là thay vì là từ thiết bị vật lý mình đi lên ứng dụng thì chẳng phải sẽ nhanh hơn đúng không? Thay vì là đi qua một cái lớp giữa thế. Thì cái này cũng đúng. Thì cái này là một cái vấn đề liên quan đến hiệu năng của SDS. Những cái lớp overhead sẽ có thể xảy ra ở cái tầng ở giữa như thế kia. Thì đấy là cái việc lựa chọn giữa local storage hay là SDS thì nó còn tùy thuộc vào những cái tiêu chí khác nhau, như là ứng dụng bên trên sẽ yêu cầu như nào, hay là chi phí vận hành, hay là cái khả năng vận hành nữa. Đấy là một cái là một câu chuyện khác. Thì ở đây là sẽ tập trung vào SDS. Và một thằng SDS open source rất là nổi tiếng hiện nay mọi người biết chính là Ceph. Không phải tự nhiên mà Ceph nó lại nổi tiếng như vậy. Nó rất là lâu đời, kèm theo là cũng một kiểu cộng đồng rất là đông đảo. Hơn nữa là cũng lại có rất là nhiều ông lớn chống lưng như nhà Red Hat chẳng hạn. Vậy nên có thể nói là Ceph đang là một cái giải pháp SDS open source rất là tin cậy và ổn định nhất hiện nay rồi. Về cái độ ổn định thì nếu ai từng vận hành Ceph ở đây thì có thể biết trên thực tế là để mà Ceph mất được dữ liệu thì có những cái cây đấy cũng phải là khá là hiếm đúng không? Mà kể cả có xảy ra thì mình cũng có thể có những cái phương pháp để lấy lại được. Về cái tính năng thì Ceph nó cũng cho những cái tính năng rất là dồi dào, khi mà có thể cung cấp cho ba cái interface
của ba loại storage khác nhau như là object storage, load storage và file system. Cả ba interface này đều có thể cung cấp chỉ trên một cluster duy nhất. Nó là rất là nhiều tính năng dồi dào. Còn về hiệu năng thì Ceph có thể nói hiệu năng của Ceph vẫn hoạt động khá ổn định đối với các cái thiết bị lưu trữ như là HDD hay là các SSD đời cũ. Nhưng mà tuy nhiên công nghệ phần cứng thì luôn luôn phát triển rất là nhanh, và dần dần thì các cái thiết bị có độ trễ thấp đang dần xuất hiện. Có thể ví dụ như là các NVMe hiện nay hoặc là các cái SSD thế hệ mới. Ở đây em có dẫn chứng luôn, thì một em có sử dụng một SSD Samsung PM893 là một loại SSD cũng khá so với cái phân khúc của nó trong cái SSD. Thì khi mà sử dụng SSD khi đi qua Ceph mà có thể thấy là nó bị độ trễ của vật lý của SSD vật lý là tầm 100 microgiây, khi mà đi qua Ceph sẽ tầm 1000 microgiây. Nó đã bị gấp 10 lần khi so với độ trễ vốn có của nó. Thì như vậy, khi mà sử dụng một cái SSD xịn như vậy mà Ceph lại không, có thể thấy là nó không tối đa được cái sức mạnh và không sử dụng được tối đa sức mạnh của cái thiết bị phần cứng như vậy, thì đây cũng là lý do mà Vitasol cho ra đời. Vitasol thì đã có thể giảm được các cái độ overhead của Ceph tương đương với tầm giảm gấp 3 lần so với Ceph. Và ở đây em có dẫn chứng tức là reference của bên local SSD của Amazon, là do là SSD Amazon là local storage nên là độ trễ vật lý của nó cũng phải khá là ngang với vật lý SSD vật lý của mình. Thì khi nếu mà so như vậy thì Vitasol đã thể gần đuổi được cái tốc độ của local storage, đấy là so SSD SSD với local storage. Ngoài latency ra thì em cũng có benchmark thêm về hiệu năng của IOPS nữa. Tuy nhiên là trước khi đi vào hiệu năng IOPS thì em có muốn nói qua về cái cách mà kết quả IOPS mà nó được tạo ra. Thì ở đây em có sử dụng một cái tool benchmark khá nổi tiếng tên là FIO. Thì cái tool này có thể mô phỏng đa dạng các cái loại workload từ nhiều ứng dụng khác nhau. Cụ thể ở đây workload của em sử dụng là workload của MySQL hay là workload của các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu nói chung luôn. Thì trước tiên là một cái option block size bằng 4K thì tương đương cho với các database rồi. IODF tức là các cái số IODF tức là số IO request được đẩy song song. IO request tức là mọi người để hình dung là write và read request được client đẩy xuống storage. Thì cho những ai chưa biết thì MySQL hay là các cái relational DBMS thì sẽ chỉ mở một thread duy nhất đối với một connection từ client mà thôi. Vậy nên là IOS là M1. Ngoài ra thì trên cái thread mà MySQL mở ra cho client thì các cái IO request sẽ hoạt động theo cái cơ chế là Asynchronous IO. Vậy nên là IONG ở đây sẽ được là để là lib IO của Linux. Một cái cuối cùng nữa không thể thiếu nữa, khi mà benchmark theo workload của MySQL chính là fsync. Fsync ở đây tức là mỗi một operation benchmark xảy ra thì fsync sẽ đẩy các dữ liệu từ cache xuống dưới từ cache xuống dưới flash chip của SSD để lưu vào persistent storage đấy. Thì fsync cũng chính là cái phương thức flush, phương thức đẩy chính của InnoDB, một cái storage engine của MySQL và MariaDB. Thì đấy là về cái phương thức em benchmark. Em dựa theo workload của MySQL thì
có thể thấy là cái IOP của Ceph, mặc dù là cùng phần cứng, cùng tất cả cùng phần cứng hết, từ thiết bị lưu trữ CPU hay RAM, thì Ceph đều bị kém hơn Vitasoy khá là nhiều. Còn khi mà so với Vitasoy với local storage SSD của Amazon thì có thể thấy là nó cũng không thua kém quá nhiều khi mà so với khi mà so trên khi mà chúng ta so một SSD với một local storage như vậy. Đấy là về một cái bên một cái workload mô phỏng thôi. Còn đây là em có sử dụng thêm một cái tool benchmark khác nữa. Thì cái tool này thay vì mô phỏng thì tool này sẽ benchmark trực tiếp đối với một cái database của MySQL luôn. Thread bằng 16, tức là tương đương với 16 connection. Table 5, table size 1 triệu. Cũng là vừa vừa. Thì kết quả cũng sẽ tương tự như với cái phần lần trước. Xếp thì luôn luôn lẻ tẻ thế. Còn về Vitasoy và Local Storage của Amazon thì có thể là khá là nhau. Ở đây chúng ta có thể bỏ qua cái tạm bỏ qua cái việc mà Amazon người ta có limit IO hay không. Thì ở đây em chỉ đưa tham khảo thêm ở Amazon vào để cho phần sinh động luôn. Thì khi mà tiêu thụ, khi mà Ceph cung cấp hiệu năng kém như vậy, nhưng mà khi mà nhìn vào cái biểu đồ của CPU usage, cái hiệu năng sử dụng CPU core thì lại cho cái điều ngược lại. Mặc dù sử dụng kém nhưng mà Ceph lại tiêu thụ nhiều CPU hơn. Có thể khá là nghịch lý. Thì không phải nguyên cái bài kết quả của em như vậy, mà dựa theo cái tài liệu của Red Hat thì số lượng core mà CPU và OSD sẽ sử dụng của Ceph là tầm 5 đến 6 core. Còn theo tài liệu của Vitasoy thì sẽ chỉ là một core, 1 đến 2 core trên một OSD. OSD ở đây nếu mọi người chưa biết thì có thể hiểu một OSD là bằng một SSD. Còn đối với là NVMe thì Vitasoy sẽ tiêu thụ khoảng 2 đến 3 core. Thì cái sự khác biệt này làm lại sẽ nằm ở đâu? Sự khác biệt này nó sẽ nằm ở cách thức mà các cái system call được đẩy từ từ user space xuống kernel space. Vitasoy có ứng dụng một cái API dành cho Ashwin cho nốt IO tên là IO Urine. Không biết có ai nghe quen không ạ? Thì cái IO Ring này được tạo bởi một cái ông tên là Jen Aschbo từ Facebook. Thì ông này là một cái kernel maintainer rất là lâu năm của Linux, chuyên về mảng block layer và block storage. Thì ông này cũng là tác giả của chính cái tool Benchmark Fio ở đấy, và cái tool một tool nữa là tool BLK Chain, biết ai nghe tên chưa? Thì mục đích mà IO Ring được tạo ra, mục đích mà IO Ring tạo ra là để nhằm cải thiện các cái thiếu sót, còn các cái thiếu sót hiện tại của Linux, của thư viện Linux IO. Có một vài cái phần dừng của Linux IO mọi người có thể thấy là select hay là pull hay là epull. Thì để mà so sánh được về kiến trúc hoạt động giữa hai cái API này thì sẽ rất là dài dòng và mất thời gian, thế nên là em chỉ quan tâm tới cái kết quả mà IO Ring đã mang lại khi mà Vitasoy áp dụng. Thì tương tự như cái phần CPU core vừa nãy thì cái phần context switch sẽ có cái tỷ lệ tương tự. Thì khi mà context switch là gì thì có thể là mỗi một lần là system call được đẩy từ cửa client hay là từ user space xuống kernel space sẽ là một lần context switch. Mỗi lần kernel space respond lên user space cũng sẽ là một lần context switch. Thì mỗi mỗi lần context switch như vậy thì CPU sẽ phải hoạt động
với cái số lần context switch của Vitasore được giảm hơn như vậy thì nó sẽ giảm tải cho cái CPU và cuối cùng là cải thiện được cái IO performance. Đấy là phần mở đầu. Trước khi đi vào giới thiệu Vitasore thì không biết ai có câu hỏi gì đúng không ạ? Em sẽ đi nhanh luôn vào phần giới thiệu Vitasore. Thì Vitasore như đã nói thì nó là một distributed block storage NS. Thì nó được tạo ra để mục đích chính là để nhằm thay thế cái mảng block storage của SAN hay là cũng như là các cái block storage SDS khác. Nó được tạo ra bởi một lập trình viên người Nga tên là Vitalik Filipov. Thì ông này là một cái thành viên rất là lâu đời của SDS Việt Nga. Ông này cũng là một cái người dùng SEP rất là lâu năm cũng như là contribute cho SEP. Nhưng mà tuy nhiên là ông ấy không thấy mình không cải thiện được cái bottleneck bên SEP. Vậy nên là ông ấy bây giờ quyết định dễ hơn là viết lại ở từ đầu. Thì cái mục đích chính mà ông viết lại từ đầu thế là chỉ để nhắm vào các cái thiết bị lưu trữ có độ trễ thấp như là SSD và NVMe. Thì một cái kiến trúc của Vitasore bao gồm ba thành phần khá là quen thuộc nếu mà mọi người đã từng làm việc với SEP. Thì ông ấy cũng hay trêu là Vitasore chính là SEP Godlay luôn. Ông ấy mượn hầu hết các cái định nghĩa của bên SEP sang để những người nào dùng những người dùng chuyển sang thì khá là dễ. Cái thành phần đầu tiên là monitor, là thành phần để theo dõi cluster và phân phối các cái dữ liệu được đồng đều giữa cả toàn cụ. Thành phần thứ hai là thành phần database, là nơi sẽ lưu trữ các cái cấu hình hay là các cái trạng thái của cluster dưới dạng là key value. Cái thành phần này thì không có trong SEP nhưng mà nó sẽ tương tự là RockDB ở trong monitor ở trong SEP. Thành phần nữa là OSD thì cũng mượn từ chính bên SEP luôn. Thế chính là một cái tiến trình mà để giữ chính tiền, là một cái tiến trình chính để lưu trữ data và phục vụ IO request tới client. Thì tiêu chung lại thì cái kiến trúc của một cụm của Vitasore thì cũng tương tự như SEP, trong đó bao gồm 3 nốt mon, 3 đến 5 nốt mon, còn lại là OSD nốt. Và Vitasore cũng hỗ trợ các cái driver cho QEMU và Leavers để có thể tích hợp cho ví dụ như OpenStack chẳng hạn hoặc là Chromebook. Ngoài có thể Vitasore cũng hỗ trợ các cái là PVC cho Catalyst. Thì ngoài ra là còn một cái nốt siêu tụ nữa, trong đó là client và storage sẽ được chung một nốt. Thì cái nốt này có được ưu điểm là sẽ cũng như bao cái distribute storage khác thì nốt này sẽ cải thiện được các cái độ trễ. Nhưng mà tuy nhiên là cũng không nên triển khai theo cách này vì client và storage nên được đặt khác nhau để tránh bị lỗi thằng này mà liên quan đến thằng kia. Ngoài ra là storage có Vitasore có mục đích chủ yếu nhắm tới là SSD và NVMe, mà một con NVMe tầm trung hiện nay thì đã có thể đưa ra được cái throughput lên tới tầm 8 gigabit trên giây rồi. Đấy chỉ là một con NVMe tập trung thôi. Vậy nên là network nên được sử dụng là trên 10 gigabit. Thì như em đã nói phần đầu thì các SDS thì sẽ gộp các cái dữ liệu các cái dung lượng từ thiết bị phần lại để cho lên thành các pool. Thế vậy mà nếu mà một client nào mà muốn nhanh hơn nữa mà họ sẵn sàng chi trả các cái chi phí cao hơn, trong khi client còn lại vẫn hài lòng với tốc độ hiện tại và không muốn chi trả cao hơn nữa thì Vitasore cũng cung cấp một cái phương pháp cũng giống SEP thôi, tức là tách các cái host theo rack. Thì rack này là chỉ ý nghĩa là logical chứ không cần thiết phải là để trên một rack. Thì vậy các host mà chứa SSD có thể gộp chung rack 1 và tạo ra pool 1 và đưa lên các cái client cũ. Rack 2 có thể là các cái host mà chứa NVMe tạo thành pool 2 và đưa lên các client cần yêu cầu. Nếu mà một host mà là chứa rack 2
hai loại phần cứng nghiệm đạo. Thì chúng ta cũng có thể phần bùn theo các tag. Cái tag này tương tự như bên class ở bên set. Thì khi mà tạo OSD, tạo các cái OSD thì chúng ta để gắn luôn tag vào thiết bị đấy, để sau đấy tạo bùn sẽ tạo được từ những cái tag này luôn. Ngoài ra thì ông tác giả người Nga thì ông cũng đã làm việc với set rất là nhiều. Về đây đó ông cũng biết là những cái metric nào mà cần thiết để mà theo dõi cluster. Ví dụ như là từng cái metric IO của OSD, của từng pool hay là của cả cluster hay là của từng volume, ông đều cung cấp hết. Việc chúng ta là đơn giản là tạo một cái pointer, ví dụ như là Prometheus pointer chẳng hạn. Query vào cái key đấy ở trong database của etcd và pay cái JSON, cái response JSON để ra lấy các cái metric và đẩy vào Prometheus. Các metric này rất là đầy đủ, có thể nói là Spinner so importer có thể tương ứng đến 90% so với set importer đấy. Vậy thì những cái điểm khác biệt chung có thể thấy ở đây là, thì trước tiên là một video so chuỗi tập trung của SSD và DME như em đã nói. Hiện tại thì cũng đã có thể hỗ trợ là HDD cộng với SSD nhằm đẩy journal vào SSD, còn lưu trữ thì ở HDD. Cái thứ hai nữa, cái phần lưu trữ bên dưới thì VidaStore sẽ sử dụng, sẽ lưu trữ theo những cái block với những cái size cố định, thay vì là cái tầng raw dot của set sẽ lưu ở dạng object storage, mặc dù là sẽ cung cấp cho ba loại storage nhưng mà thực chất là bên dưới nó vẫn lưu ở dạng object storage. Cái thứ ba nữa là sẽ không có phần sẽ không có một cái layer CRUD. Thì do là VidaStore không ứng dụng thuật toán CRUD giống như set nên là cũng không có những cái định nghĩa như là CRUD location hay là CRUD rule. Mà thay vào đấy thì những cái định nghĩa này sẽ được mượn sang gần giống và gộp vào lúc tạo pool luôn. Cái cuối cùng đó là monitor sẽ không lưu dữ liệu bởi vì sẽ tách, chúng nó được tách ra thành etcd rồi. Mọi người có thể thấy đây là một cái nốt mon sẽ được tách ra thành hai thành phần, nên là monitor sẽ không còn là thành phần quan trọng nữa. Thì thay vì set, RockDB đã được nhúng vào thẳng mon. Đấy là hai cái quan trọng. Ngoài ra thì còn các cái giải pháp nữa, ví dụ như là các cái PG được phân phối đồng đều trên cluster thì ông ấy sử dụng một cái thuật toán là LP solver. Thì thuật toán này có độ tối ưu cao hơn của set. Theo như tài liệu thì cũng tác giả có nói là thuật toán này sẽ giúp phân phối dữ liệu đồng đều tới 99%, 98-99% giữa các nốt, tức là nốt này, tức là giữa nốt này và nốt này thì dung lượng lưu trữ của nó sẽ là gần giống nhau đến 99%. Đối với set thì chỉ là 80% thôi. Nhưng mà tuy nhiên cái thuật toán này cũng có một cái drawback, tức là một cái điểm yếu mà ông cũng nói luôn, là chính là nó sẽ không hoạt động đúng khi lên tới một tầm 1000 OSD. Ngoài ra thì phần đầu em có nói về hiệu năng, về tối ưu hiệu năng của thiết bị phần cứng, thiết bị lưu trữ, cũng như là tối ưu năng của CPU. Thì đây chính là còn một phần nữa là tối ưu việc hiệu năng của network. Thì ông ấy có implement một cái giao thức LDMA cho phép bỏ qua cái tầng OS, bỏ qua nhiều tầng overhead và từ đấy thì đi thẳng. Giao thức LDMA này sẽ là cái giao thức giữa hai server, thì trong đó cái giao thức truyền tin giữa hai server mà không cần sử dụng quá nhiều tới CPU. Và như vậy thì CPU được giảm tải thì sẽ dành nhiều core hơn cho các cái process khác. Và từ đấy là sẽ cải thiện được cái IO performance luôn. Nhưng mà tuy nhiên đấy là chỉ là lý thuyết,
Khi mà em có test bật RDMA so với VitaSor thì nó đang gặp một cái bug, nên hiện tại cũng chưa làm test được. Vậy nên là ở phần trên em cũng không có nói gì quá nhiều mà chỉ giới thiệu qua đây thôi. Có thể là sẽ giới thiệu lại trong cũng có thể là sẽ test lại trong tương lai. Thì phần cuối cùng thì đó là cái phần làm cái quá trình làm việc của em khi với VitaSor, thì cũng tương tự như mình khi mà sử dụng một cái công nghệ storage mới, thì chúng ta phải đi qua những bước đầu tiên sẽ là deploy, là triển khai cái cụm lên, xong rồi muốn làm gì thì làm. Tiếp đến là tích hợp thì ở đây là sẽ cần kiểm tra là cái công nghệ storage đấy là có tích hợp được đúng với client mà mình mong muốn không, client mà mình sử dụng không. Thì ở đây là em tích hợp với OpenStack. Thì sau khi mà tích hợp OpenStack rồi thì chúng ta phải kiểm tra cái tốc độ mà storage để cung cấp mang lại có phù hợp với cái ứng dụng của mình không. Và tiếp đến là sẽ cần phải failure test, tức là test khi mà các cái trường hợp xảy ra, hay là test về DR, các cái trường hợp lỗi xảy ra trong quá trình vận hành. Và cuối cùng là test vận hành, là test những cái thao tác vận hành của client, thao tác thường ngày, ví dụ như là xóa volume các thứ. Thì cái đầu tiên khi mà động tới VitaSor thì có thể nói là hồi đấy là nó rất là mỏng manh, dễ vỡ, và nó rất là sơ khai luôn. Vậy nên là các cái packet của nó sẽ phải build bằng tay. Cái việc build bây giờ thì nó dễ dàng hơn rồi. Chúng ta có thể sử dụng Dockerfile, hoặc là VitaSor cũng đã có repository rồi. Cái thứ hai nữa là khi hồi đấy là các cái packet của VitaSor sẽ bị depend vào nhau. Ví dụ như là mình cài USD, một nốt USD thì mình vẫn phải cài các cái packet của monitor nữa. Hoặc ví dụ như là tạo USD thì vẫn phải dùng thư viện ở bên monitor. Nó khá là cồng kềnh. Thì bây giờ là các packet khi mà nhiều người report thì ông đã tách ra rồi. Có một cái nữa là khi mà triển khai cái cụm VitaSor ở trên xe tốt ấy, thì có thể gây ra là kernel panic. Trái với sếp thì sếp thường đi với sếp tốt đúng không ạ? Thì mà ông tác giả VitaSor thì lại chơi thân với Debian hơn. Vậy đây là các cái môi trường test hay là môi trường dev của ông ấy hoàn toàn trên Debian. Vậy là ông ấy không thể nào handle các cái lỗi này được. Vậy nên phương pháp hợp lý nhất bây giờ đang là sử dụng Debian. Đến cái phần tích hợp với OpenStack thì như em nói lần trước thì QEMU và Libvirt đều đã được hỗ trợ driver để tích hợp. Nhưng mà tuy nhiên là do là VitaSor còn khá là mới, vậy nên là cái việc cũng bị được merge driver vào VMU có thể nói vẫn còn khá là lâu. Vậy nên là nếu người dùng muốn tích hợp thì phải tự bản bằng tay. Ngoài ra thì như em nói ở phần trước thì QEMU các cái packet của VitaSor bị depend vào nhau, trong đấy bao gồm cả QEMU và Libvirt luôn. Vậy nên sẽ xảy ra một cái trường hợp là các cái node storage mà vẫn phải cài QEMU và Libvirt, khá nó rơi vào cảnh. Thì việc này, lý do việc này là tại vì để ông ý hồi đấy là còn sơ khai, ông ý gộp lại hết OD1 để test nó dễ. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà nhiều người dùng hơn thì ông cũng được report để ông ấy tách ra rồi. Một cái thứ ba nữa là các cái version của QEMU, tuy là QEMU và Libvirt có driver để tiêu hỗ trợ tích hợp, thế nhưng mà có nhiều phiên bản, có thể có những phiên bản mà mình sử dụng QEMU và Libvirt thì lại không có bản. Theo ví dụ như là có sẵn bản của Libvirt 6.0 và Libvirt 7.0 mà mình lại muốn sử dụng Libvirt 6.5 thì sao? Thì từ đấy là mình sẽ phải tự dựa vào Libvirt 6.0 để tự tạo ra cái bản của mình. Thì nếu mà hên thì sẽ không phải đổi cái gì, còn mệt hơn nữa thì sẽ phải thêm một vài code vào đấy. Như cái phần vừa nãy thì liên quan đến RMMA, thì cái bước liên quan đến RMMA liên quan đến tới các kết nối TCP.
các cái kết nối TCP khi mà sử dụng cụm VidaSol theo một khoảng thời gian thì các cái kết nối TCP gần bị kẹt ở cái trạng thái closed. Thì khi mà ví dụ như là chúng có thể kẹt từ ban đầu chỉ là 1 đến 2 kết nối thôi, dần dần thì nó lên vài trăm. Thế như vậy là hiệu năng ở bên dưới thiết bị vật lý sẽ không được sử dụng hết. Như vậy là client sẽ biết ngay thấy hiệu năng nó bị tụt giảm rõ rệt luôn. Vậy nên là cái giải pháp hiện nay là tạm thời disable cái LDMA đi. Một cái phần nữa là các cái liên quan đến việc benchmark, khi mà tải cao thì USD nó bị flash, tức là bị up down liên tục. Thì việc này nó khá là dễ, việc này khá là dễ reproduce. Vậy nên là cái bước này đã được fix luôn rồi. Về cái phần failover để test các cái test cái fail của từng thành phần, các cái thành phần critical mà có thể xảy ra trong khi triển khai một cái product, thì phần thành phần OSD có thể chịu được tối đa là 2/3 OSD, tức là mình để replicate bằng 3 thì có thể chịu được là 2 OSD ở trên 2 nốt khác nhau chết một lúc mà client vẫn có thể tiếp tục IO request. Về etcd thì cụm etcd thì cũng đang hoạt động đúng với cái kiến trúc của nó. Nếu mà để cụm etcd bằng 3 thì sẽ có thể fail được một etcd mà không bị ảnh hưởng tới IO request của client. Khi mà test với cái phần vận hành thì em sẽ mô phỏng theo những cái thao tác của client, ví dụ như là xóa volume. Thì xóa volume khi mà tăng volume nó quá lớn, ví dụ là lớn hơn tầm 500 GB thì dẫn đến là USD nó cũng bị up down liên tục luôn. Thì lại là hồi trước thôi, cái nguyên nhân là do khi mà xóa volume thì cái IO request song song bị đẩy xuống, bị quá tải làm USD bị flap liên tục. Vậy nên là tuy nhiên là cái bước này chỉ xảy ra trên xe tốt, và ngoài ra mình cũng có thể workaround là giảm IO depth xuống, nhưng mà tuy nhiên thì cái tốc độ xóa sẽ bị chậm đi. Vậy nên cách tốt nhất là chuyển sang Debian. Slow rerun và recovery thì cái bước này chỉ xảy ra khi mà một cái cụm lớn, cụm đấy chứa lưu dung lượng lưu trữ rất là lớn. Và để được reproduce được cái bug này thì cũng khá mất thời gian, cho nên là ông ấy cũng vào luôn cái terminal của cụm em để debug và fix luôn trên đấy. Hôm nay thì thực ra là VidaSol có đẻ ông ấy nên là ông ấy sẽ welcome những người nào mà report bug cho ông ấy, ông sẵn sàng vào hẳn cái cụm của mình luôn để ông ấy debug luôn. Khi mà sau cái thì sau một buổi tối ông ấy vào cụm em để debug và fix thì ngày sáng hôm sau ông ấy đã tạo ra commit để fix luôn rồi. Vậy thì những cái nhược điểm còn lại của nó thì những nhược điểm lớn còn lại thì nó có liên quan tới việc checksum và scrub. Thì checksum scrub là liên quan tới việc kiểm tra xem cái dữ liệu nó còn an toàn, dữ liệu bị mất đi và consistent giữa các cái bản sao của nó không. Thì các cái thanh toán checksum và swap này sẽ còn phải được nghiên cứu thêm để nó còn tùy thuộc vào để xem nó có cái thuật toán đấy nó có bị ảnh hưởng tới cái quá trình cái hiệu năng của client không. Thì cái thuật toán đấy vẫn đang được tìm kiếm và ông ấy vẫn đang tìm kiếm. Nhưng mà tuy nhiên là do là cái VidaSol được hướng tới SSD và NVMe đều là những cái thiết bị khá là khó để mà học, khác với HDD. Vậy nên là có thể đấy là có thể tạm thời bỏ qua, hoặc là lại cũng cần chức năng này cũng cần phải test thêm để đánh giá được cái độ nghiêm trọng của nó. Về Qemu và Linkverse cần phải bắt mỗi lần mà tích hợp cùng sách thì như em đã nói rồi,
À, có một cái là cái thời gian mà mình cần update lên một bản hôm sách mới thì nó là tầm 2 đến 3 năm đúng không ạ? Như vậy là đối với cái khoảng thời gian như vậy thì chúng ta cũng không cần review quá nhiều, phải quan tâm quá nhiều tới cái việc này. Cái thứ hai nữa là à, thứ ba nữa là về phần failover và việc review nó đang bị khá là chậm ở tầm 2 đến 3 giây. Review gì? Review là khi mà một OSD down thì cái OSD đang kết nối thì nó phải tìm thấy phải tìm ra những cái thằng nào còn sống để nó tiếp tục quá trình sao chép dữ liệu. Đấy là quá trình repair, và trong khi repair như vậy thì client sẽ bị KO request của client sẽ bị pause một lúc. Thì khi mà client sẽ bị pause tầm 2 đến 3 giây. Trông có vẻ khá nhanh nhưng mà thực ra là 2 đến 3 giây cũng có thể đạt tới những cái timeout của các cái ứng dụng bên trên rồi. Thế nên là cái này cần phải thời gian để cần thời gian để test thêm để đánh giá cái độ quan trọng của nó. Và cái này là cái nhược điểm này thì cũng đã được tác giả biết đến và để vào trong roadmap. Và cái cuối cùng nữa là không thể nào mà xóa được cái volume cho khi mà cụm đang trong trạng thái degrade. Degrade tức là khi mà có một khối data chẳng hạn thì cụm sẽ ở trong trạng thái degrade. Cái bug này cũng khá là to nhưng mà cũng đã được work in process, là ông ấy đang fix rồi, chỉ chờ ông ấy merge vào master. Diễn đạt xử lý thời gian nhanh tốc độ. À đây hết rồi. Tất cả cảm ơn mọi người lắng nghe. Thì nếu bạn có hứng thú thì có thể ghé qua trang chủ vitasol.io, hoặc nếu có thể fix report bug hay là trò chuyện với tác giả thì có thể thông qua cái link Telegram. Câu hỏi muốn giao lưu với diễn giả không ạ? Đây cũng là kênh cuối cùng, xin mời mọi người.